tối hả? Được chưa? Sáng chưa? Hello các tình yêu nha. Rồi, có ai đang xem livestream không? Rồi, xin chào tất cả các chị đang xem livestream ha. Rồi, không biết live giờ này có chị nào mà xem livestream không ha? Rồi các tình yêu ơi, chị nào đã vô xem rồi mà thấy là hơi tối thì các chị comment ý kiến giúp em để em chỉnh lại độ sáng ha. Hình như hôm nay nó hơi tối phải không các chị yêu ơi? Mình vô mình comment ý kiến nha để em chỉnh lại độ sáng nha các tình yêu. Rồi, hôm nay sale sập sàn luôn nha các chị yêu, sale sập sàn luôn nè, nên chị nào mà bỏ lỡ livestream này thì rất là tiếc luôn ha. Rồi, hôm nay là bữa cuối sale nha các chị yêu. Rồi, xin chào tất cả các chị đang xem livestream ha. Giờ này các chị đã ăn cơm chưa ạ? Em xin chào chị Trần Hương ha. Chào tất cả các tình yêu của em. Và hôm nay là ngày cuối để chúng ta nhận được những món hàng sale cực kỳ khủng từ Gumart. Chính vì vậy các chị hãy vô và tương tác và chia sẻ với nhà gu để cùng nhau săn những chiếc đầm hiệu cực kỳ rẻ từ Gumart Đắk Nông trong buổi tối ngày hôm nay các chị ha. Vì hôm nay là ngày cuối, giờ cuối để các chị săn được những món hàng rẻ như thế này nha. Vì hôm nay là kết thúc sale rồi các tất cả các tình yêu nha. Chị Trần Hương ơi, hơi tối hả chị? Rồi ok chị nha, chị đợi xíu để em chỉnh độ sáng cho các chị yêu ha. Rồi, hôm nay là ngày cuối sale rồi nha các chị yêu. Hôm nay là ngày cuối rồi nè. Nên chị nào mà chưa mua được những món hàng yêu thích thì hãy nhanh tay vào livestream này ha. Nhanh tay vào livestream này để mình săn hàng hiệu giá rẻ ha các chị ha. Giá cực sốc luôn nè. Rồi, có chị nào đang xem livestream thì cho em xin chấm hoặc là mình chào nhau một xíu ha. Mình chào nhau một xíu, một lát nữa em sẽ bán hàng cho các chị yêu ha. Rồi các tình yêu ơi, mình đã coi rõ chưa các tình yêu nhỉ? Trời. Xin chào tất cả các tình yêu ha. Ủa? Cái gì vậy? Rồi các chị yêu ơi, mình đã vô xem livestream của em rồi. Thì mình hãy nhanh tay chia sẻ livestream này vào các hội nhóm và công khai trên trang cá nhân của mình để hôm nay các chị sẽ săn được cho mình những món hàng cực kỳ khủng từ Walmart Đắk Nông nha. Rồi các chị ơi, các chị hãy chia sẻ đi ạ. Mình chia sẻ Facebook này lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm, bật chế độ công khai nha các chị yêu, để mình có cơ hội săn hàng sale giá rẻ nha các chị. Dạ rồi, em chào chị Chân Thêu Đắk Gờ Long nè, chào Phạm Văn Thắng, chào Nguyễn Thuận nè, chào Long Lan Hoàng nha, xin chào tất cả các tình yêu của em ạ. Rồi chào chị Trúc Huỳnh nè, chào nhỏ Bẹp nha. Rồi chị nào đang xem thì hãy cho em xin thấy những cánh tay của các chị ha. Mình chào nhau một xíu, một lát nữa em sẽ bán hàng sale cho các chị ha. Rồi chào chị Ngọc Anh nè. Các chị ơi, mình vô xem mình nhớ tương tác với nhà gu và mình chia sẻ cái livestream này vào các hội nhóm và công khai trên trang cá nhân của mình. Thì hôm nay các chị sẽ săn cho mình được những món hàng phải nói là cực kỳ rẻ từ Gu Mart Đắk Nông nha. Vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Thế nên hôm nay chiến hết mình cùng với Gu Mart Đắk Nông các tình yêu nha. Rồi các chị yêu chia sẻ đi ạ, hãy chia sẻ livestream này lên trang cá nhân và các hội nhóm nha các chị yêu. Hoặc mình có thể mời bạn bè người thân và xem live trực tiếp để săn hàng sale giá rẻ nha các chị. Rồi em xin được phép giới thiệu mẫu đầu tiên cho các tình yêu nha. Vì em thấy số lượng người xem cũng bắt đầu ổn định rồi thì em sẽ không làm mất thời gian của các tình yêu nữa, mà em sẽ giới thiệu mẫu đầu tiên cho các tình yêu luôn ha. Rồi giờ em sẽ bán hàng nha các chị yêu, giờ em sẽ bán hàng à. Nên chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ ha. Rồi mẫu đầu tiên này các tình yêu, mẫu đầu tiên ha. Rồi em xin chào chị hàng tóc xù nha. Rồi bây giờ em giới thiệu mẫu đầu tiên cho các tình yêu luôn ha. Rồi mẫu đầu tiên nha các chị yêu. Đây mẫu đầu tiên đây ạ. À. Mẫu này là đầm suông sọc nha các chị. Đầm suông sọc ạ. À. Mẫu này thì có 3 màu ạ. À. 3 màu cho các chị tha hồ lựa luôn ha. Đó là màu đỏ em đang mặc này, màu vàng và màu xanh đây ạ. À. Rất là đẹp luôn ha.
Rồi, mẫu đầm xuân sọc này có mã số là 09859 nha các chị yêu, 09859 ạ. Dạ đúng rồi chị Ngọc An ơi, em được ở Đắk Nông chị ha. Rồi quay lại với mẫu đầm này các chị. Mẫu đầm thun sọc này là chất liệu vải là co giãn 4 chiều các chị ha. Chất liệu vải là co giãn 4 chiều các chị nha. Đó, mẫu này mặc vô thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và độ co giãn của nó cực kỳ ok các chị ha. Em sẽ test cho các chị xem ha. Đây ạ, độ co giãn của nó cực kỳ ok nha. Và đặc biệt là nó thấm hút mồ hôi rất là tốt bởi vì đây là vải co giãn 4 chiều các chị yêu ha. Có 3 màu cho các chị lựa chọn, đó là xanh sọc này, đó vàng này và màu đỏ sọc các chị ha. Đó, những mẫu này mặc lên cực kỳ xinh các chị, cực kỳ xinh. Mà với cái form suông như thế này, đây các chị, mẫu đang mặc này các chị, có đủ size cho các chị từ 40kg tới 65kg nhá. Vì bên em là hàng thiết kế. Và hiện tại các chị thấy bạn mẫu đang mặc nha là form suông. Và đặc biệt là cái chất vải của nó là co giãn 4 chiều, mặc cực kỳ thoải mái nha. Rồi, mặc cực kỳ thoải mái luôn nha các chị yêu. Form này form suông nè. Mình mẫu này thì mình có thể mặc ở nhà, đi uống cà phê, đi chơi đều được nha các chị, mặc cực kỳ thoải mái luôn ha. Và đặc biệt là rất nhẹ nhàng cho mẫu đầm thun sọc này các chị ha. Chất liệu là thun co giãn 4 chiều, phải nói với các chị là mặc cực kỳ mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và đặc biệt là độ co giãn của nó thì cực kỳ tốt các chị ha. Vì là hàng thiết kế nó có đủ size cho các chị yêu từ 40kg cho tới 65kg. Và hiện tại mẫu đầm này bên em đang sale sập sàn các chị ha. Sale sập sàn đồng giá còn 180.000 cho mẫu đầm suông sọc như thế này các chị yêu ha. Quá rẻ luôn ha các chị yêu ha. Chỉ với 180.000 là các chị đã sở hữu ngay một mẫu đầm suông sọc như thế này rồi ạ. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 09859 nha các chị yêu, 09859 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi ok chị Ngọc Anh nha. Rồi vậy thì gần nhau rồi chị ha. Rồi chị mà yêu thích mẫu nào thì nhanh tay để lại mã số kèm số điện thoại để chốt đơn cho mình trong livestream ngày hôm nay các chị yêu ha. Rồi chị Thái Thu ơi, mẫu này hiện tại bên em đang sale đồng giá 180.000 các chị yêu nhá. Bên em đang sale đồng giá cho mẫu đầm thun sọc này là 180.000 các chị nhá. Một cái giá phải nói là quá rẻ khi các chị sở hữu cho mình một cái mẫu đầm suông sọc như thế này. Chất liệu vải thun co giãn 4 chiều cực kỳ tốt, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt các chị ha. Và đặc biệt là độ co giãn của nó rất là cao luôn này các chị. Đó, rất là thích nha. Đặc biệt mẫu này các chị giặt rất là nhanh khô luôn nha, rất là nhanh khô. Và có 3 màu cho các chị lựa chọn ha. Màu xanh này các chị, màu vàng này và màu đỏ các chị ha. Số lượng size còn rất là ít nên là các chị hãy tranh thủ đi ạ, vì hôm nay là ngày cuối cùng bên em sale các chị yêu ha. Rồi một mẫu đầm suông sọc như thế này bán với giá chỉ 180.000 trong buổi livestream ngày hôm nay thôi các chị yêu ơi. Chị nào mà yêu thích mẫu đầm suông sọc này thì nhanh tay để lại giúp em mã số là 09859 kèm số điện thoại các chị yêu ha. Rồi chị Nguyễn Sơn ơi, mình để lại giúp em số điện thoại, lát nữa em sẽ gọi điện vào chốt đơn cho mình ha. Hôm nay em sẽ chốt đơn cho các chị trong livestream này để các chị có thể mua được giá sale nhá, vì qua ngày mai là bên em hết sale rồi các chị yêu ha. Thế nên mình thích mẫu nào mình nhanh tay để lại giúp em mã số kèm màu sắc kèm số điện thoại để lên được cho mình đơn hàng ha. Chỉ còn 180.000 cho mẫu đầm suông sọc này thôi. Chị nào lấy comment giúp em đúng cú pháp là 09859 kèm màu sắc kèm số điện thoại nha. Rất là thích các chị. Mặc mẫu đầm suông này vô cực kỳ thích luôn, thoải mái vô cùng đó chị ha. Rất là thoải mái luôn nè. Rồi mẫu đầm suông sọc này giá gốc của nó là 220.000 luôn nha các chị, 220.000 nhưng hôm nay sale xuống còn 180 thôi ha. Còn 180 quá rẻ luôn đúng không ạ? Chất vải của nó cực kỳ mịn luôn này các chị yêu. Đây. Rất là mềm và mịn các chị nha, vì là chất thun co giãn 4 chiều, mặc thì rất là thoải mái nè, và đặc biệt là thấm hút mồ hôi rất là tốt. Các chị mặc cái mẫu này là rất là thoải mái nha, và đặc biệt nhìn nó rất là nhẹ nhàng các chị ha, nhẹ nhàng mình mặc ở nhà hoặc là đi cà phê đồ cũng rất là nhẹ nhàng nha. Mà chỉ với giá 180.000 trong buổi livestream ngày hôm nay thôi. Chị nào lấy chốt giùm em cú pháp là 09859 kèm màu sắc kèm số điện thoại để lên được cho mình đơn hàng với giá 180.000 nha. Vì hôm nay là ngày cuối sale rồi, thế nên các chị tranh thủ đặt hàng với giá rẻ như thế này các chị yêu ha. Rồi quá rẻ luôn ha các chị ơi. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 09859 kèm màu sắc và kèm theo số điện thoại ha các chị ha. Rất là đẹp luôn ạ. Đây giá suông nha các chị. Mặc rất là thoải mái luôn ha. Cực kỳ thoải mái các chị yêu ha. Rồi xin chào tất cả các chị yêu ha. Rồi chị nào lấy chốt đơn giúp em đi ạ. Chị nào lấy chốt đơn giúp em là 09859 có 3 màu các chị yêu ha. Có 3 màu cho các chị lựa chọn luôn. Mẫu này là chất co giãn 4 chiều các chị ha. Rất là thích các chị. Thoáng mát nè, mặc rất là thoáng mát luôn. Và đặc biệt là thấm hút mồ hôi, khả năng co giãn rất là lớn, bền màu và tạo cảm giác rất là mềm mại khi mặc các chị ha. Tạo một cảm giác rất là mềm mại khi mặc luôn các chị.
Chị nào lấy chốt đơn giúp em đi ạ. Bởi vì số lượng mẫu đầm suông sọc này còn rất ít, vì hiện tại đang sale đồng giá 180.000 cho mẫu đầm suông sọc này các chị yêu nhá. Mình nhanh tay không là bỏ lỡ cơ hội rất là tiếc các chị. Vì ngay buổi livestream ngày hôm nay bên em mới bán giá như thế này các chị yêu ạ. Ngày mai là sẽ hết giá như thế này rồi, nên chị nào lấy màu nào comment giúp em. Comment giúp em số điện thoại kèm mã số và màu sắc các chị yêu ha. Lát nữa em gọi điện em chốt đơn cho mình luôn này. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị yêu, số lượng có hạn ạ. 09859 nha các chị yêu, 09859 kèm màu sắc và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Quá rẻ luôn nè. Rồi chốt đơn cho chị Nguyễn Sơn một cái đầm thun sọc màu đỏ nha. Chốt một đơn cho chị Nguyễn Sơn nè. Rồi chị nào lấy nữa tranh thủ chốt giúp em đi ạ. 08859 các chị ha. Rồi, rất là đẹp luôn ha các chị yêu, có 3 màu nè. Màu đỏ em đang mặc, màu vàng và màu xanh nha các chị yêu. Rất là đẹp luôn ạ. Nên chị nào thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 09859 nha các chị yêu. 09859 kèm màu sắc và kèm theo số điện thoại ha. Để em lên đơn hàng cho mình nè. Rồi ok, chị nào lấy chốt giúp em đi ạ. Với cú pháp là 09859 kèm màu sắc và kèm theo số điện thoại. Rồi 09859 kèm màu sắc kèm số điện thoại các chị ha. Chất vải là chất cô tông. À em nha, xin lỗi nha. Chất co giãn 4 chiều các chị ha. Chất co giãn 4 chiều ạ. Thoáng mát nè, thấm hút mồ hôi, khả năng co giãn lớn và bền màu các chị nhá. Đặc biệt là tạo cho mình độ cảm giác cực kỳ thoải mái và mềm mịn khi các chị mặc nhá. Mặc cực kỳ thoải mái luôn ha các chị yêu ha. Rồi chị Nguyễn Sơn ơi, hiện tại thì bên em chưa có lận đồng kiểm chị nhá. Bởi vì bên em là gửi bưu điện á. Nhưng mà khi chị nhận hàng xong, nếu như khui hàng mà mẫu bên em gửi cho chị không đúng hoặc là nhầm sai, bên em sẽ hỗ trợ đổi trả cho mình trong vòng 7 ngày các chị nhá. Và hiện tại ở trong livestream của em là đã có những chị từng mua hàng của Gumark rồi, nên là các chị cũng đã biết từ chất lượng tới sản phẩm cực kỳ ok các chị nhá. Nên các chị yên tâm ạ, khi đến với Gumark thì các chị xóa bỏ nỗi lo sợ khi mua hàng online nhá. Khẳng định với các chị một điều là khi các chị nhận hàng là cảm thấy ghiền luôn nhá, chị ghiền chất vải của nhà Gu luôn. Rồi đầm suông sọc này đang sale còn 180 thôi nha các chị ơi, còn 180 thôi ạ. Giá gốc là 220.000 nhưng nay sale xuống còn 180 thôi ạ. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại mã số kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Số lượng có hạn thôi nha các chị ơi, số lượng có hạn thôi nè. Nên chị nào yêu thích thì, chị nào thích màu nào thì comment mã số và kèm màu đó để cộng theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi có 3 màu các chị, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, chị nào lấy màu nào chốt giúp em luôn nha. Chốt giúp em luôn, chỉ còn 180.000 một cái đầm thun này thôi, phải nói là cực kỳ rẻ các chị. Mà chất vải phải nói là cực kỳ thích các chị nha, khi các chị sờ vô chất vải là cũng cảm thấy thích rồi chứ đừng nói là mặc lên các chị nha. Và chị nào đã từng mua hàng của Gumark online là các chị cũng biết rồi, rất là uy tín các chị nha. Bên em bán hàng rất là uy tín, khi các chị đến với Gumark thì xóa bỏ nỗi lo sợ khi mua hàng online luôn nhá. Đó, mặc không vừa size hoặc là không đúng mẫu bên em gửi cho chị, bên em đổi trả cho các chị trong vòng 7 ngày luôn nhá. Nè các chị cứ yên tâm đi ạ. Rồi chị nào lấy lên đơn hàng với cú pháp giúp em đi ạ. Rồi 09859 nha các chị yêu. Chị Hoàng Hiền ơi, mẫu này em đang sale còn 180 nha chị ha. Chị yêu thích thì để lại mã số là 09859 cộng theo số điện thoại á. Một lát nữa em sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình ha. Rồi chất liệu vải là chất liệu co giãn 4 chiều các chị nha. Em xin được nhắc lại là chất liệu vải là chất liệu co giãn 4 chiều này các chị. Đó, thoáng mát, thấm hút mồ hôi và khả năng co giãn của nó rất là lớn. Đặc biệt khi các chị giặt là không bị phai màu, không bị ra màu luôn nha. Rất là bền màu cho mẫu thun sọc này luôn. Và đặc biệt là khi các chị mặc vô là cảm giác mềm mại nha. Mềm mại khi mặc này vừa trẻ trung, và nhất là với cái chất vải như thế này và cái mẫu đầm như thế này thì phù hợp cho mọi lứa tuổi các chị nhá. Phù hợp cho mọi lứa tuổi mà chỉ với 180.000 thôi các chị. Hôm nay sale xuống còn 180.000 cho một mẫu đầm thun này thôi. Chị nào lấy chốt giúp em nha, chốt giúp em luôn đi ạ. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, em sẽ dành 1 phút cho các chị lên đơn ha. Chầm 1 phút thôi nha các chị yêu. Rồi số lượng có hạn nè, nên chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em cái mã số là 09859 kèm màu sắc và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Các chị yêu ơi, các chị đang xem livestream, đang săn hàng sale thì nhớ chia sẻ và tương tác nhiệt tình với nhà Vu ha, để mình săn toàn những mẫu đầm giá rẻ mà cực hot luôn ha các chị. Rồi 2 phút nữa em sẽ chuyển mẫu. 2 phút nữa em sẽ chuyển mẫu. Thế nên chị nào lấy mẫu đầm suông sọc này, hãy để lại giúp em mã số là 09859 kèm theo số điện thoại kèm màu sắc. Bên em sẽ lên đơn hàng và chốt cho mình một mẫu đầm này chỉ với giá 180.000 các chị yêu nha. Quá đẹp luôn này các chị yêu. Chị nào mà có vòng hai hơi lớn thì mình đừng bỏ lỡ ngay mẫu đầm suông sọc này ha. Bởi vì đầm của nó là đầm suông nè, có thể che được phần bụng của mình luôn ha. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Rất là đẹp các chị nha.
Rồi chị nào lấy chốt lại giúp em cú pháp là 09859 kèm màu sắc kèm số điện thoại để em chuyển mẫu các chị ha. Để em chuyển mẫu này các chị. Chị nào lấy comment giúp em đi ạ. Có 3 màu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh các chị nhá. Rồi cú pháp đặt hàng mẫu đầm suông sọc này là 09859 kèm màu sắc kèm số điện thoại. Các chị sẽ lên được cho mình đơn hàng với giá là 180.000 các chị yêu nhá. Rồi giờ em sẽ đổi mẫu cho các tình yêu luôn nha. Chị nào đang theo dõi livestream nhớ chia sẻ các chị nhá. Nhớ chia sẻ bài viết này lên các hội nhóm và tương tác với Gumac Đắk Nông để mua cho mình những mẫu đang sale cực khủng tại Gumac Đắk Nông trong buổi tối ngày hôm nay các chị yêu nha. Rồi em xin phép được đổi mẫu cho các tình yêu ạ. Rồi em sẽ chuyển một mẫu để các chị vừa đi tiệc vừa đi chơi rất là thoải mái luôn mà giá cả lại cực kỳ nhẹ nhàng các chị ha. Một mẫu đầm phi lụa cao cấp đến từ Gumac này các chị. Có một màu duy nhất là màu đen thôi ha. Một màu duy nhất là màu đen. Rồi, dáng đầm rất là bồng bềnh luôn, xếp ly rất là bồng bềnh. Đặc biệt có túi các chị ha, có túi nè. Mặc mẫu này rất là xinh luôn, rất là vừa vặn luôn. Phần cổ cũng vừa vặn mà phần vai cũng vừa, rất là vừa nha các chị nha. Rất là kín đáo lịch sự nè. Hơn nữa, ưu điểm của nó là làm được bằng chất liệu phi lụa cao cấp các chị nha. Chất liệu phi lụa cao cấp có đặc tính là rất là bền màu, không bị xuống màu bằng cho thời gian các chị nha. Hơn nữa chất phi lụa cao cấp này các chị khi mà lên váy rất là đứng form nha. Rất là đứng form và mặc rất là xinh luôn nè. Mặc rất là xinh luôn. Hiện tại em đang đồng giá mẫu đầm phi lụa cao cấp này 330.000 thôi các chị nhá. 330.000 là mình đã sở hữu được một đầm phi lụa cao cấp đến từ Gumac các chị nè. Chất liệu, từ chất liệu đến mẫu mã mặc lên cực kỳ xinh luôn. Hiện tại em còn đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 65 kg tùy chiều cao các chị nhá. Chị nào mà yêu thích thì nhanh tay vào xem livestream cũng như chia sẻ trên hội nhóm và trên trang cá nhân nhá. Rồi, các chị ơi, các chị lưu ý giúp em nha. Bởi vì hôm nay là ngày sale cuối nên chị nào lấy thì chốt giùm em mã số kèm theo số điện thoại các chị ha. Mã số kèm theo số điện thoại là em sẽ chốt đơn cho mình. Sau đó em còn gọi điện tư vấn lại cho mình nữa nên là mình yên tâm nha. Bởi vì số lượng còn rất là nhiều mẫu chưa mặc nên em không thể mặc lại được các chị ha. Quay lại với mẫu đầm phi lụa cao cấp em đang mặc nè. Rất là xinh luôn. Có đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 60 kg mặc ha. 40 đến 65 kg luôn. Tùy chiều cao các chị nha. Các chị yêu thích mẫu đầm phi lụa cao cấp này, chỉ việc để lại giúp em 09807 kèm theo số điện thoại thôi. Em gọi điện tư vấn cũng như là chốt đơn cho mình các chị nha. Tư vấn cũng như chốt đơn cho mình. Đảm bảo khi các chị nhận được vừa ưng ý về chất liệu, vừa ưng ý về kiểu dáng lại, mặc vừa in luôn các chị nha. Rất là xinh luôn. Các chị mà mình chuẩn bị bước vào mùa tiệc tùng rồi đó các chị. Các chị săn ngay một em như vậy. Giá cực kỳ xinh luôn nè. Giá chỉ có 330.000 thôi. Mặc lại rất là thoải mái luôn các chị. Mà rất là sang chảnh luôn nha. Bên em có một màu duy nhất cho mẫu đầm phi lụa cao cấp này. Đó là một màu đen thôi các chị nha. Một màu duy nhất là màu đen nha. Màu đen tuyền nha. Rất là xinh luôn. Đầm phi lụa cao cấp này bình thường em bán với giá là 495.000 nha các chị nha. Hiện tại trong đợt sale tri ân cũng như trong ngày cuối cùng của đợt sale này, chị nào mà chia sẻ trên các hội nhóm và chia sẻ trên trang cá nhân bật chế độ công khai thì em sẽ bán mẫu này cho mình với giá 330.000 thôi các chị. 330.000 cho một mẫu đầm phi lụa cao cấp này nha. Rồi, chị nào mà yêu thích thì chốt ngay cho em một đơn đầm phi lụa cao cấp với mã số 09807 kèm theo số điện thoại của mình chị nhé. Kèm theo số điện thoại của mình thì em mới có thể gọi điện cũng như chốt đơn cho mình được. Bởi vì những mẫu đầm mà đi tiệc cao cấp và sang chảnh như vậy thì nhà cũng còn số lượng có hạn và hiện tại đang sale nữa nên là hết rất là nhanh các chị nha. 09807 kèm theo số điện thoại để mua một mẫu đầm phi lụa cao cấp này các chị nha. Rồi rất là xinh luôn. Mẫu đầm này dài qua gối đó các chị, đúng chuẩn của những chiếc đầm đi dự tiệc luôn ha. Đúng chuẩn của những chiếc đầm đi dự tiệc luôn. Bên em có một màu duy nhất là màu đen thôi nha. Bên em có một màu duy nhất là màu đen thôi nè. Rồi các chị ngắm lại mẫu một lần nữa ha. Rồi, đầm phi lụa cao cấp 09807 nha. Chị nào mà chốt đơn này thì 09807 kèm theo số điện thoại của mình, em sẽ gọi điện tư vấn cho mình cũng như chốt đơn cho mình nên là các chị yên tâm nha. Điểm đặc biệt của chiếc đầm này đó là kiểu dáng rất là đứng form luôn, mặc lên rất là đứng form luôn. Dù cho các chị giặt bao nhiêu lần thì với chất liệu phi lụa này các chị, với chất liệu phi lụa này nó đều về form y chang cũ nên là các chị yên tâm nha, không hề bị xuống form đâu ạ. Bởi vì chất liệu vải cứng cáp này mặc lại cực kỳ thoải mái luôn. Hôm nữa em có lót một lớp ở trong cho mình nữa các chị nha. Những chiếc đầm dự tiệc như vậy em lót hai lớp nha. Nhà em lót hai lớp cho mình nên là mình yên tâm nha. Chất liệu phi lụa là chất liệu mà có khả năng giữ màu cao nhất trong các loại chất liệu các chị nha. Nên là các chị đừng sợ màu đen mà nó bị bạc màu nha. Không bao giờ bị bạc màu cho chất liệu phi lụa này nha. Chị nào yêu thích để lại giúp em 09807 kèm theo số điện thoại của mình sẽ mua được mẫu đầm phi lụa cao cấp này với giá 330.000 thôi các chị nha. 330.000 thôi nha.
Thêm một đặc tính thứ hai của đầm phi lụa đó là đối với mùa hè thì mình nó được dịch đối với mùa hè thì mình sẽ mặc đầm thoáng mát một tí, nhưng mùa đông đó các chị nó có khả năng giữ nhiệt đó các chị. Các chị cứ lên Google tìm hiểu về chất liệu đầm phi lụa này sẽ hiểu được nhá. Rồi, đầm phi lụa nhà em làm từ chất liệu cao cấp nhất nên là các chị hãy nhanh tay để lại 09807 kèm theo số điện thoại để mình mua mẫu đầm phi lụa cao cấp này với giá là 330.000 thôi. Em sẽ cho các chị một phút nữa để chốt đơn sau đó em chuyển mẫu nhá. 09807 kèm theo số điện thoại mua đầm vi lụa cao cấp một màu duy nhất là màu đen này với giá 330.000 thôi các chị nha. Rồi, các chị vừa xem live vừa chia sẻ trên các hội nhóm và chia sẻ trên trang cá nhân giúp em với nha. Vừa mình vừa tăng lượt tương tác với nhà gu, vừa lại giúp nhà gu có nhiều chị cùng vào xem và cùng mua những sản phẩm sale ngày cuối cùng của nhà gu các chị nha. Rồi để em nhắc lại mã số để em chuyển mẫu cho các chị nha. Đầm vi lụa cao cấp mã số 09807 các chị nha. Các chị để lại cú pháp 09807 kèm theo số điện thoại để mình mua đầm phi lụa này với giá 330.000 thôi. Rồi bây giờ em chuyển mẫu tiếp theo cho các chị nha. Rồi mẫu tiếp theo nha các tình yêu. Mẫu tiếp theo này các chị, một mẫu đầm màu đỏ cực kỳ xinh tươi trong ngày hôm nay đúng không nào. Rồi chân, phía chân của nó là phối ren các chị ha. Như em đang mặc là phía chân của nó là đang phối ren. Em sẽ giơ lên một cầm lên để cho các chị thấy rõ mẫu này ha. Đây, ở đây là ở phía dưới là nó phối cái chân ren các chị ạ, phối chân ren này. Đó, nhìn rất là xinh các chị nha. Và ở bên eo của nó, bên hông của nó là sẽ bục nơ các chị nha, bục nơ. Và cái dây nơ này sẽ liền với váy các chị ha. Đó, cái dây nơ này liền với váy này. Đó, khi các chị ấy mặc vào sẽ thắt lại các chị ha. Mặc vào thắt lại nhìn rất là xinh và lung linh cho mẫu này luôn nha. Đây, em sẽ thắt cho các chị xem ha. Đó, một mẫu đầm như thế này các chị có thể vừa đi tiệc vừa đi làm ha. Đó, đi tiệc thì các chị mặc như vậy và trang điểm nhẹ lên một tí là cực kỳ lung linh rồi. Còn đi làm nếu như mà mình ngại sắc nát thì các chị có thể khoét vest ha. Một cái vest giả nha để em khoét vô cho khoác vô cho các chị thêm xem thử nha. Cô ơi lấy dùng cái áo vest nào. Rồi để em khoác vô cho chị xem thử nha. Vest được không? Rồi chị nào mà muốn đi làm mà sợ hở nắp thì các chị có thể khoác vest vào ha. Khoác vest vào cực kỳ xinh luôn ha. Đó, rất là lịch sự, các chị đi làm đều rất là lịch sự cho mẫu đầm này ha. Đó, mặc đi làm cực kỳ lịch sự luôn các chị. Nếu như các chị mà đi làm các chị sợ hở, các chị có khoác thêm một cái áo vest như thế này vô là vô cùng lịch sự rồi, mà còn rất là sang chảnh cho mẫu đầm này nữa đúng không các chị? Rất là lịch sự luôn. Và mẫu đầm này bật mí cho các chị là hiện tại bên em có giá gốc là 495.000. Nhưng bây giờ em sẽ sale xuống còn 330.000 các chị nhá. Đồng giá 330.000 trong buổi livestream ngày hôm nay. Cho chị nào để lại đúng cú pháp 09857 các chị ha. 09857 kèm số điện thoại ạ. Các chị sẽ lên được cho mình đơn này đồng giá 330.000 nha. Và hiện tại chị nào mà mua hai gói trong livestream ngày hôm nay em sẽ free ship cho các chị luôn. Free ship toàn quốc cho các chị nha, ship cóc bưu điện. Và cái chất liệu vải của cái mẫu đầm này thì là chất cô tông Thái các chị ha. Chất cô tông Thái này mặc lên thấm hút mồ hôi và đặc biệt là các chị giặt rất là nhanh khô luôn nha. Giặt rất là nhanh khô cho mẫu đầm này luôn nha. Đó, nó hút ẩm này, hút ẩm và tạo nhiệt các chị ha, và làm mát cơ thể cho các chị nha, làm mát cơ thể cực kỳ ha. Em tiến lại gần cho các chị xem chất vải nha. Cho các chị xem chất vải luôn này, cực kỳ nha các chị, cực kỳ tốt luôn. Cô tông Thái các chị nha, chất liệu vải là cô tông Thái. Khi các chị mặc vào sẽ có một cảm giác rất là thoải mái cho mẫu này luôn nha. Mặc vào rất là thoải mái luôn các chị. Phối nơ nha, ở giữa eo bên hông là sẽ phối nơ nha. Và đằng sau nhìn rất là ôm form các chị. Đó, đằng sau của nó nhìn rất là ôm form luôn. Và lên phọc rất là tốt các chị nha. Và lên phọc rất là đẹp đúng không nào. Đó, một mẫu như thế này các chị nha. Thật ra nhìn như vậy nhưng mà mặc vô không bao giờ sợ bị hở lắm đâu các chị. Không bao giờ bị hở đâu nha, rất là xinh các chị. Rồi em xin chào chị Phương Trúc. Rồi em chào chị à Vững Nga nha, xin chào tất cả các tình yêu này. Rồi chị nào đã vô xem livestream mà vô sau ha, thì các chị nhớ chia sẻ livestream này thì mình có đủ điều kiện để mình mua váy sale đồng giá ngày hôm nay các chị yêu ha. Rồi tiếp tục với mẫu váy em đang mang nha. Mẫu váy dây nơ chân ren này các chị, rất là xinh. Và đặc biệt ở đằng sau lên form cực kỳ chuẩn luôn các chị ơi. Mẫu này các chị diện đi tiệc là xinh luôn lên rồi các chị ha. Rất là xinh luôn á. Và đặc biệt cái màu đỏ này lên form nó cũng không bị chói quá các chị ạ. Lên hình cũng không bị chói quá đâu nên là các chị yên tâm ha. Mặc màu này là màu đỏ đô nên là các chị đi làm vô tư luôn nha. Không sợ là màu đỏ mặc chói quá đâu ha. Vì màu này màu đỏ đô nên là lên rất là đẹp các chị. Lên rất là đẹp luôn nha. Không sợ bị chói quá đâu ha. Đó, rất là xinh. Rồi chất liệu vải là cô tông Thái nha.
Chất liệu vải là cô tông thái lên form cực chuẩn này các chị. Lên form cực chuẩn ha, mà ở chỗ này là nó phối đường dây nơ ha. Đây các chị, dây nơ rất là xinh nha. Nên chị nào mà yêu thích mẫu này thì để lại giúp em đúng cú pháp là MS098 á, bao nhiêu nhỉ? Rồi 09857 các chị yêu ha. MS09857 kèm số điện thoại các chị nhá. MS09857 để lên cho mình đơn này đồng giá 330.000 các chị ha. Giá gốc của nó là 495.000, nhưng hiện tại chị nào để lại đúng cú pháp giúp em là MS09857 kèm số điện thoại thì sẽ lên được cho mình đơn này đồng giá 330.000 các chị yêu ha. Nó nhanh quá bị vấp. Rồi các tình yêu ơi, mình nhanh tay mình chia sẻ để đủ cơ hội mua váy đồng giá ngày hôm nay nhá. Mẫu này chỉ còn đồng giá 330.000 thôi. Như em đã nói thì các chị đi tiệc thì mặc mẫu này, diện thêm một chút trang điểm thì cực kỳ xinh các chị ha. Tô thêm một chút trang điểm thì cực kỳ xinh cho mẫu này luôn này. Và đặc biệt một mẫu đầm như thế này các chị vừa mua đi tiệc này, vừa có thể đi làm được các chị ha. Đi tiệc vừa có thể đi làm được. Đó, đi làm các chị sợ sắc nát đúng không nào? Sắc nát thì mình khoác thêm một cái vest này để em khoác lại cho các chị xem ha. Đó, mình khoác vest lên là nhìn rất là lịch sự luôn các chị. Nhìn rất là lịch sự cho mẫu này luôn á. Nhìn rất là xinh ha. Đó, vừa lịch sự vừa sang chảnh và rất là xinh cho mẫu đầm này luôn này. Chị nào lấy để lại giúp em MS09857 kèm số điện thoại các chị ha. MS09857 này. Rồi em cảm ơn chị Minh Khuê nha. Cảm ơn chị một cái con mắt rất là tuyệt vời luôn. Rồi chị nào lấy nhanh tay comment giúp em đi nha. Rồi mẫu váy em đang mang có mã số là 09857 kèm số điện thoại. Chất liệu vải là cô tông thái các chị nhá. Chất liệu vải cô tông thái mặc lên cực kỳ thích các chị nhá. Thấm hút mồ hôi, độ co giãn tốt này. Và đặc biệt là mẫu này mặc vô cực kỳ nhanh khô ha. Giặt cực kỳ nhanh khô luôn. Thu Hương Lê Thị, chị mới có 6 cái quần nè. Rồi em cảm ơn chị Thu Hương Lê Thị nha. Những cái con mắt của các chị đã từng mua hàng của Gumac thật sự rất là tuyệt vời. Em cảm ơn các chị yêu nhiều ha. Rồi xin chào Phương Lê. Xin chào chị. Rồi chị Minh Khuê ơi, mình không chịu nổi mình mua thêm các chị ha. Bởi vì mẫu hiện tại đang sale đó các chị. Sale với giá cực kỳ rẻ luôn. Vì hết hôm nay là đã hết sale rồi. Nên chị nào mà yêu thích mẫu nào thì nhanh tay comment mã số kèm số điện thoại các chị yêu ha. Rồi các chị yêu ơi, mình mà lấy mẫu váy em đang mang thì nhớ lên đơn ha. Vì mẫu này bên em còn có 5 cái nữa thôi. Còn 5 cái mà cái chất liệu vải này thì cực kỳ tốt rồi. Và đặc biệt là cái mẫu này lên form cực kỳ ha. Lên form cực kỳ luôn các chị. Lên form cực chuẩn luôn, mặc vô cực kỳ thích. Và đặc biệt là cái điểm ưu nổi bật nhất của cái váy này là mặc cực kỳ thoải mái ha. Mặc rất là thoải mái cho mẫu này luôn. Thế nên chị nào lấy chốt giúp em mã số là 09857 kèm số điện thoại nha. Rồi em sẽ qua mẫu này. Một phút nữa em sẽ qua mẫu. Nên chị nào yêu thích mẫu này thì chốt đơn giúp em ha. Yêu thích mẫu này chốt đơn giúp em đi ạ. MS09857 kèm số điện thoại các chị yêu ha. Mua hai váy trong livestream ngày hôm nay là bên em sẽ free đi ship nha. Rồi chị Minh Khuê ơi, hiện tại bên em cũng có nhiều mẫu quần tây đang sale đồng giá đó và rất là nhiều mẫu mới luôn. Chị mà yêu thích mẫu nào thì để lại mã số, lát em gọi điện em tư vấn cho ha. Đó rồi mẫu cuối cùng đó chị ha. Mẫu này là mẫu á. Rồi chị nào lấy chốt giúp em đi ạ. Rồi em cảm ơn chị Thu Hương Lê Thị nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì chốt đơn giúp em ha. Chốt đơn mã số là 09857 kèm số điện thoại nha. Mẫu này có một màu thôi các chị yêu ha. Một màu thôi và giá gốc của nó 495. Chị nào để đúng lại cú pháp ha. Để đúng lại cú pháp thì em sẽ bán đồng giá là 330.000 cho mẫu đầm này ha. 330.000 cho mẫu đầm này. Các chị đã sở hữu mẫu đầm này, vừa có thể đi làm vừa có thể đi tiệc ha. Rồi chị nào lấy chốt lên cú pháp cho em đi ha. Rồi em chuyển mẫu cho các tình yêu này. Bây giờ em sẽ chuyển qua một mẫu dung nha. Một mẫu dung để các chị đi chơi đi tiệc cực kỳ sang chảnh luôn nè. Em mới cửa hàng nhà mình ở chỗ nào nhỉ? Rồi chị Đăng Quang ơi, cửa hàng em nằm ở số 73 đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Trung các chị nhá. Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ạ. Thì nó cụ thể hơn là nó nằm ở trên cầu Đắk Nông các chị ha, gần ngân hàng Liên Việt các chị. Rồi chị Khăn Hoàng ơi, mẫu bên em là mẫu thiết kế ha. Nên là có đủ size từ 40kg tới 65kg cho các chị yên tâm mặc và lựa chọn luôn các chị ha. Vì là hàng thiết kế nên có đủ size nên là các chị chốt giúp em ha. Rồi, có đủ size luôn nè. Em quên nói các tình yêu mất là bên em hàng là hàng thiết kế có đủ size từ 40kg tới 65kg. Mình thích mẫu nào chỉ việc để lại giúp em đúng cú pháp, đúng mã số. Em gọi điện em tư vấn cho mình ha. Đảm bảo các chị nhận được cái váy của Gumac là cực kỳ thích luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua một mẫu dung xích để các chị có thể vừa đi làm, vừa đi chơi đều được ha.
Rồi các tình yêu ơi, giờ em đổi mẫu nha. Rồi một mẫu giùm vô cùng xinh đẹp luôn ha các chị yêu ha. Đây mẫu này là giùm ngắn phổi dây nha các chị yêu, giùm ngắn phổi dây à, rất là đẹp luôn ha. Đây có một màu duy nhất thôi nha các chị, có một màu duy nhất là màu vàng thôi ạ. Rồi mẫu này có mã số là 07806 nha các chị yêu, 07806 ạ. Mặc lên rất là đẹp luôn ha. Đây phần của nó có một phối chiếc nơ này. Đây nơ này có thể mình buộc sang một bên hoặc là buộc sau buộc bên hông đều được nha các chị yêu. Rồi em sẽ hỗ trợ bạn buộc ha. Rất là xinh cho mẫu dung xích này luôn các tình yêu ơi. Mình mà không quất luôn mẫu này là cực kỳ tiếc ha, vì mẫu này đang được sale đồng giá đó các tình yêu. Dung các chị ha, dung mình đi cà phê, đi chơi, đi tiệc đều vô tư luôn ha. Vô tư luôn, mặc rất là sang chảnh luôn á. Nhìn rất là xịt tinh. Rồi chị Minh Khuê ơi, vì chị ấy có mã voucher sinh nhật á, chị mua rồi đến ngày sinh nhật của chị sẽ được tặng một mã voucher sinh nhật giảm giá 40% chị nha. Mình cứ bình tĩnh, đợi đến sinh nhật của mình chị nha. Rồi chị Thu Hương ơi, sắp đến sinh nhật của mình là chắc là chỉ còn vài ngày nữa thôi là bên em sẽ gửi mã voucher gửi tặng cho mình ha. Lúc đó chị nhớ mua nhiều nhiều ha. Rồi quay lại mẫu dung ngắn này các chị ơi, rất là đẹp luôn ạ. Đây, quay lại đằng sau cho các chị yêu xem ha. Lên form cực kỳ đẹp luôn ha. Đây sát tắt cho các chị yêu nên các chị cứ yên tâm đi ạ. Không sợ bị hở đâu ha. Phần cổ của nó là cổ V này nhưng mà nó cao không, các chị không sợ bị hở đâu ha. Phối nơ rất là đẹp luôn ha. Chỉ có một màu duy nhất là màu vàng thôi ạ. Nên chị nào yêu thích mẫu dung shop em đang mặc này thì để lại cho em với mã số là 07806 nha các chị yêu. 07806 kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi chất vải thì khỏi phải bàn rồi các chị yêu ơi, mặc vô cùng thoải mái cho mẫu dung xích này luôn ha. Mặc đi chơi đi tiệc sang cực kỳ luôn, sang cực kỳ luôn ha. Cổ của nó cổ V nha, cổ V lên cực đẹp luôn đó các chị. Mà chất vải là khỏi bàn rồi các chị ơi, bởi vì mặc rất là thích nha. Rất là đẹp luôn ha các chị yêu. Đó các chị thấy em mặc thế nào à? Lên form cực kỳ đẹp luôn ha. Mẫu này mình mặc đi chơi đi tiệc, đi học, đi chơi đi tiệc đi dạo đều được nha các chị yêu. Rất là đẹp luôn ạ. À. Nên chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em. Cho em với mã số là 07806 nha các chị yêu. 07806 ạ. À. Đây em giơ lại gần cho các chị yêu xem chất vải của nó ha. Đây chất vải có độ co giãn vừa phải luôn ha. Mẫu này thì em còn đủ size nha các chị yêu, còn đủ size ạ. À. Cho các chị từ 40 đến 60 kg luôn ha. Rất là đẹp luôn ạ. À. Đây điểm nhấn của nó là phần eo có thắt một chiếc nơ nha các chị. Đây sờ chất vải cực kỳ mịn luôn nè. Nên chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 07806 kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Chị nào vô sau mà chưa biết cú pháp đặt hàng bên nhà cô thì em sẽ nhắc lại cho các chị biết ha. Đó là để lại mã số, để lại mã số và kèm theo số điện thoại nha các chị yêu. Để lại mã số và kèm theo số điện thoại ạ. Đây rất là đẹp luôn ha. Rồi mẫu dung suit này nhà em số lượng có hạn, nên chị nào mà yêu thích những mẫu dung suit như thế này thì nhanh tay để lại cho em mã số kèm theo số điện thoại để mua nha các chị nha. Bởi vì đây là một loại dung suit ngắn các chị có thể vừa đi chơi vừa đi tiệc rất là đẹp luôn nè. Mà số lượng lại còn có hạn, hơn nữa nó làm bằng chất liệu cốt tông Thái, mềm mịn dễ chịu và không phai màu đâu các chị nhá. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị yêu, số lượng có hạn nè. Nhanh tay để lại với mã số là 07806 kèm theo số điện thoại nha các chị yêu. Mẫu này em đang bán với giá là 330.000 nha các chị yêu. Giá gốc của nó là 480.000 lận, nhưng hôm nay sale xuống còn 330.000 thôi ha. Chỉ còn đúng một ngày duy nhất thôi nha các chị yêu, còn đúng một ngày. Rất là đẹp luôn ha các chị. Đây chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cái mã số kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi nhanh tay lên các tình yêu ơi, vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, không săn cho mình những mẫu váy này thì cực kỳ tiếc đó các tình yêu ạ. À. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, nhanh tay nè. Để lại mã số và kèm theo số điện thoại ạ. À. Rồi 07806 nha các chị yêu. Rồi giờ em sẽ nhắc lại mã số rồi em sẽ đổi mẫu cho các chị yêu ha. 07806 nha các chị yêu là mẫu dùm phối nơ này các chị. Rồi giờ em sẽ đổi mẫu nha các chị.
Rồi tiếp theo em sẽ là cho các chị một mỏ đầm ren các chị nha. Một mỏ đầm ren cực kỳ xinh luôn. Dáng này mình hoàn toàn có thể đi làm công sở được luôn các chị ha. Bởi vì dáng peplum, ưu điểm của dáng peplum trong những chiếc váy ren đó là che khuyết điểm vòng hai cực kỳ tốt. Che khuyết điểm vòng hai cực kỳ tốt. Hơn nữa dáng peplum này lại có tay này các chị ha. Mình tha hồ mặc những mẫu đầm như vậy để đi làm các chị nha. Đi làm công sở mặc những mẫu như vậy rất là lịch sự luôn nè. Rất là lịch sự luôn nè. Rồi, nhân viên của nhà em lúc nào cũng vui tính như vậy đó các chị. Nên là các chị mà yêu thích nhân viên của nhà Gu, yêu thích nhân viên của Gu Mark Đắk Nông thì hãy nhanh tay vào mời bạn bè của mình vào xem like nha các chị nha. Để chúng ta cùng vui với nhau trong ngày cuối cùng sale ha. Bây giờ em sẽ quay lại mẫu đầm ren peplum em đang mặc các chị nha. Đây là mẫu đầm ren rã V nha các chị. Đầm rã V nha các chị. Rồi, dáng peplum nha. Dáng peplum một màu duy nhất là màu trắng các chị ha. Màu trắng cực kỳ xinh luôn. Rồi, một nhược điểm duy nhất của chất ren đó là hơi mỏng nên vì thế nhà Gu có lót hai lớp cho mình luôn, có lót hai lớp cho mình luôn các chị nha. Nên là các chị yên tâm này, các chị yên tâm sắm mẫu đầm ren peplum này, giá chỉ có 330.000 để mình đi làm nha các chị nha. Đi làm cũng được, đi tiệc cũng được mà đi chơi cũng được ha. Chất ren mặc lúc nào sang chảnh hơn rồi. Hơn nữa ưu điểm của chất ren đó là mềm mịn này các chị. Và nó không có bị giãn ra sau thời gian các chị sử dụng nha. Nên là các chị thoải mái sử dụng những mẫu đầm ren như vậy nha các chị nha. Trong tủ đồ của mình ít nhất phải có được vài ba chiếc đầm ren các chị ha. Rồi để em giới thiệu mẫu đầm ren này. Các chị ơi, các chị yêu thích thì nhanh tay để lại mã số của những chiếc đầm các chị yêu thích kèm theo số điện thoại của mình nha. Để bên em gọi điện tư vấn cho mình sau khi kết thúc livestream ngày hôm nay các chị nha. Rồi, đây là đầm ren peplum rã V các chị ha, đầm ren peplum rã V nè. À, đây là phần cổ đây các chị. Nó không phải ren hết đâu các chị ha, phần rã V ở cổ này các chị là phối một chất liệu von cát nha. Phối một chất liệu von cát cực kỳ xinh luôn ha. Rồi, đầm ren này các chị, peplum 2 tầng ha, peplum 2 tầng. Rồi, các chị ơi, các chị mà yêu thích mẫu đầm ren peplum này thì nhanh tay để lại giúp em 09832 kèm theo số điện thoại ha. 09832 kèm theo số điện thoại để mình sở hữu được một chiếc đầm ren peplum rã V này các chị nha. Rất là xinh luôn. Bình thường em sẽ bán những chiếc đầm ren này với giá 495.000. 495.000 nhưng hiện tại đang sale đồng giá chỉ còn 330.000 thôi các chị nha. Có váy màu xanh đen mà tay lửng màu trắng cổ viền trắng. À, cái mẫu đó là mẫu cực kỳ hot bên em nên là hết rồi chị nha. Mẫu đó bên em tạm thời đang hết chị nha. Rồi, chị hãy theo dõi livestream em sẽ có nhiều mẫu cực kỳ xinh cho mình luôn. Những mẫu xinh hơn mẫu đó rất là nhiều luôn chị nha. Xinh hơn rất là nhiều mà giá chỉ có 330.000 thôi ha. 330.000 cho mẫu này thôi nha. Như mẫu đầm ren này em đang mặc này các chị, dáng bếp luôn mình có thể đi làm được nha. Và có tay này, phối rất là lịch sự luôn ha. Phối hai lớp rất là lịch sự luôn. À, phần chân này các chị này có sẽ một tí thôi. Nhưng mà không sao đâu, các chị có thể may lại được ha. Các chị có thể may lại được tùy ý các chị. Tại vì độ xẻ nó cũng không cao lắm các chị. Độ xẻ nó cũng không cao lắm ha. Rồi, các chị ơi, các chị đâu hết rồi, các chị phải chia sẻ nha. Các chị phải chia sẻ hoặc các chị mời bạn bè của các chị vào cùng nói chuyện với nhà Gu đi các chị. Mình sắm đồ, mình cùng nhau sắm đồ và cùng nhau nói chuyện với nhà Gu ha. Rồi để em nhắc lại mã số của đầm ren peplum này để em chuyển mẫu tiếp theo cho các chị nè. Rồi, đầm ren peplum 09832 các chị nha. Các chị yêu thích mẫu đầm ren này để lại giúp em 09832 kèm theo số điện thoại để mình mua mẫu đầm ren peplum này với giá chỉ có 330.000 thôi ha. 330.000 cho một mẫu đầm ren chất nhất nước cấp đến từ của Mark Đắk Nông các chị nha. Rồi, rồi các chị ơi, các chị chia sẻ đi hoặc là các chị mời bạn bè của các chị vào xem đi ạ. Để em chuyển một mẫu tiếp theo hoa lá cực kỳ xinh cho các chị luôn, vẫn rất là sang chảnh luôn nha. Rồi các chị có cần ngắm phía sau không ạ? Phía sau vẫn là cái phần peplum của chiếc váy như vậy nha. Em mặc hơi rộng nên quay phía sau nó cũng không được đẹp lắm các chị ha. Em không phải là sai là quay nó không có được đẹp. Đây, thì phần phía sau này các chị, phần phía trước này. Rồi yêu thích mẫu đầm ren peplum này để lại cho em 09832 kèm theo số điện thoại ha. Bây giờ em chuyển mẫu tiếp theo cho các chị này. Rồi, một mẫu tiếp theo là một mẫu cực kỳ hoa lá như bạn Vân đã nói các chị ha. Rất là xinh cho mẫu này luôn các chị. Thì mẫu này là... Rồi các chị ơi, hôm nay vui quá. Đây là cười miết thôi. Hôm qua chị lên mua mê thuộc cũng hết size nhỏ, còn toàn size L và XL không ạ? À? Dạ đúng rồi đó, mẫu đó là cực kỳ hot hàng luôn các chị. Về mấy lần mà không đủ báo luôn, hết liên tiếp luôn á. Rồi các chị yêu ơi, mẫu này là cực kỳ xinh ha. Mẫu này là hình như còn có hai cái thì phải, đúng không ta?
Mẫu này hình như còn có hai cái thôi các tình yêu ơi, là size XS và size S đó các tình yêu. Vì mẫu này cũng rất là hot hàng luôn, vì mặc lên rất lên form này, nhìn rất là đẹp ha. Mà đã về tay của nó là tay loe nữa, thì thường thường là tay loe đang là mốt của 2018 đúng không các chị yêu. Thu Hương Lê Thị, ừ mẫu này hôm qua chị thử đẹp lắm. Thử đẹp lắm thì mình quất luôn đi chị à, Thu Hương ơi. Bởi vì mẫu này bên em còn có hai cái nữa thôi, hai size ha, size XS và size S. Thì mấy mẫu này còn size nhỏ thôi, chị nào mà người nhỏ nhỏ mặc lên cực kỳ xinh luôn ha. Nhìn rất là xinh xắn luôn á, và đặc biệt tay của nó tay loe này, và phối cái đường hoa. Nhìn mẫu này mặc cô sẽ che được vòng 2 cho các chị ha. Chị nào mà có vòng 2 mặc mẫu này chắc cực đẹp luôn á. Vì mẫu này là phối hai tông màu, màu ở trên là màu đen, màu ở dưới là phối hoa các chị ha. Khi mà các chị mặc vô sẽ che được khuyết điểm vòng 2 cho các chị. Vì những chị nào mà vòng 2 hơi to một xíu á, các chị mặc mẫu này thì rất là xinh luôn á. Vì mẫu này mặc rất là thoải mái các chị ha. Phải nói là mặc cực kỳ thoải mái cho mẫu này luôn nha. Ở dưới là phối ron ha. Mẫu này rất là xinh và chỉ còn hai cái duy nhất thôi. Nên là chị nào mà cảm thấy yêu thích mẫu này thì nhanh tay để lại giúp em mã số là 08833 kèm số điện thoại nha. 08833 kèm số điện thoại ạ. Vì mẫu này còn hai cái thôi nên đang được sale đồng giá 330.000 cho mẫu này các tình yêu ha. 330.000 cho các tình yêu ạ. Đầm phối hoa tai loe các chị ha. Mã số là 08833 kèm số điện thoại giúp em ha. Còn hai size duy nhất thôi các tình yêu ơi. Chị nào mặc vừa nhắn tay comment mã số là 08833 kèm số điện thoại giúp em ha. Đúng rồi đó chị Thu Hương, mẫu này mặc lên rất là xinh ha, rất là xinh luôn đó. Nên là chị nào mà lấy thì nhanh tay để lại giúp em đúng cú pháp ạ, đúng cú pháp để lên được cho mình đơn này với giá 330.000 này. Phải nói mặc mẫu này lên xinh, rất là xinh luôn á, và đặc biệt là mặc cực kỳ thoải mái ha. Với một mẫu đầm như thế này là chúng ta mặc lên cực kỳ thoải mái này, ngồi công sở 8 tiếng đều được các chị ha, mặc rất là mát và thoải mái luôn ha. Vì mẫu này còn hai size, size em đang mặc là size XS là dành cho các chị từ 40kg tới 47kg ha. 40kg từ 47kg, còn size S là dành cho các chị từ 47kg tới á. À, size S là các chị từ 40kg tới 48kg ha. Size S là cho các chị từ 40kg tới 48kg đều mặc được ha. 49kg vẫn bon chen được luôn ha. Đó, rất là xinh các chị nha. Còn hai size thôi, chị nào lấy thì comment giúp em đi ạ. Nguyễn Sơn 49kg vừa không? Rồi chị Nguyễn Sơn ơi, 49kg thì mặc size S vô tư chị ha. Size S em đang cầm này chỉ còn hai cái thôi ha. 49kg mặc size S vô tư. Với cái chiều cao của chị, chị cao bao nhiêu á chị Nguyễn Sơn ơi, chị để lại chiều cao cho em tư vấn cho mình nhá. Vì mẫu này phải nói mặc lên rất là xinh. Đây các chị, phối ở dưới phần hoa là phối von các chị ha. Và ở bên tay của nó là có phối một lớp von này các chị. Rất là xinh nhá. Để lại đúng cú pháp 08833 giúp em là các chị sẽ chốt được cho mình mẫu này với giá 330.000 thôi. Cực kỳ xinh cho mẫu này luôn đó các chị yêu. Đó, ở đằng sau là ôm form cực kỳ chuẩn các chị ha. Lên form cực kỳ chuẩn cho mẫu đầm hoa tai loe này luôn. Rất là xinh nha các tình yêu, rất là xinh luôn này. Rồi chị nào yêu thích mẫu này để lại giúp em đúng cú pháp đi ạ. 08833 kèm theo số điện thoại nha. Em sẽ lên đơn này cho mình với mẫu với giá là 330.000 ha. 330.000 cho mẫu đơn này thôi các tình yêu ạ. Rồi các chị nào lấy nhanh tay comment đi ạ. Cho còn hai cái cuối cùng cho hai chị ạ. Nhanh tay comment lại đúng mã số là 08833 nha. Rồi một phút nữa em sẽ đổi mẫu. Thế nên các tình yêu nào mà thích mẫu này thì đừng chần chừ ha. Đừng chần chừ để mà mình săn cho mình những mẫu đầm như thế này ha. Nguyễn Sơn 49kg 1m54. Rồi mẫu này vừa luôn các tình yêu ha. Mẫu này cao ha. 1m54 nặng 49kg mặc size S vừa y các chị ha. Vừa y luôn này. Đây để em chơi lên cho các chị xem size S này. Rất là xinh, mẫu này mặc vô xinh mà đặc biệt là cực kỳ thoải mái các chị ha. Và đặc biệt là hàng thiết kế nữa nên là các chị sẽ rất là dễ mặc luôn. Bởi vì là có size cho mình á, nên là mình rất là dễ mặc ha. Còn hai cái chị nào lấy để lại giúp em cú pháp là MF08833 kèm theo số điện thoại để lên được cho mình đơn hàng này nha. Phải nói mặc vô cùng thoải mái luôn. Em mặc mà em không muốn cởi ra luôn các tình yêu ạ. Rồi chị nào mà lấy comment đúng cú pháp cho em đi ha. Lấy comment đúng cú pháp cho em đi ạ. Rất là xinh ha. Rồi chị nào lấy để lại đúng cú pháp là 08833 kèm theo số điện thoại để lên được cho mình đơn hàng với giá là 330.000 các chị yêu ạ. 330.000 chỉ với 330.000 các chị đã sở hữu cho mình mẫu váy như thế này á. Rất là xinh, rất là đáng yêu cho mẫu này luôn ha. Giờ em sẽ đổi qua một mẫu tiếp theo các chị ha, là zoom ha. Mẫu này là mẫu zoom dài nha các chị. Tha hồ mà mặc rất là tự tin luôn ha, không sợ là mình thiếu tự tin. Bởi vì thường thường những chị mà zoom ngắn á thì các chị vẫn hay là bị thiếu tự tin đúng không? Nhưng đây là một mẫu zoom dài cổ V, đặc biệt là mẫu mới nhất bên em nữa. Nên là các chị sẽ rất là tự tin khi diện mẫu zoom này ha. Em đổi mẫu nha các tình yêu.
Rồi thêm một mẫu giùm nữa rất là đẹp luôn đó các chị. Rồi giùm này là giùm cổ đắp xéo nha các chị yêu, giùm cổ đắp xéo ạ. Đây em đứng tiến lại gần cho các chị yêu xem ha. Rất là đẹp luôn ha. Cổ của nó các chị không sợ bị hở đâu ha. Rồi chị Nguyễn Sơn ơi, chị cứ yên tâm đi chị ạ, bởi vì bên em là hàng thiết kế, là hàng thương hiệu nổi tiếng. Như những gì các chị đã co phiêu bắt ở đường trên chị cũng đã thấy rồi, từ chất lượng tới sản phẩm cực kỳ ok. Khi chị nhận được hàng em đảm bảo với chị là chị bị ghiền gu mát luôn ha, ghiền gu mát luôn, không có dụ đổi trả đâu chị ạ. Nên mình cứ yên tâm đặt hàng gu mát thì các chị yêu ha. Chị nào mà lần đầu tiên đặt hàng gu mát thì hãy mong chờ cho mình món hàng từ Walmart tới tay của mình ha, đảm bảo các chị sẽ bị ghiền hàng của Walmart luôn, nên các chị cứ yên tâm đi ạ. Còn nếu như không đúng mẫu, không đúng size, bên em gửi cho các chị thì bên em sẽ đổi cho các chị trong vòng 7 ngày nha. Rồi quay lại mẫu dung cổ đắp xẻ em đang mặc nha các chị, rất là đẹp luôn ạ. Ôm hôm cực kỳ luôn ha. Phần bụng của nó đây có một đường xéo nha các chị yêu. Rồi mẫu này có mã số là 09803 nha các chị yêu, 09803. Giá gốc của nó là 530.000 nhưng nay sale xuống còn 390.000 thôi ha các chị yêu. Quá rẻ luôn ạ. Đây rất là đẹp luôn ạ. Em quay lại đằng sau cho các chị yêu xem nè. Đây phần của nó là ống hơi rộng nha các chị yêu. Rộng ống. Rồi mẫu này dài qua gối nha các chị yêu, nên chị nào mà sợ bị hở thì cứ yên tâm đi ạ. Dài qua gối và phần cổ của nó rất là đẹp luôn nè. Đây mẫu này mình có thể mặc đi làm được ha các chị yêu. Mình có thể mặc đi làm được ạ. Chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác nhẹ nữa thôi là được nha các chị yêu. Mẫu này mặc đi chơi đi tiệc đều được nha các chị yêu. Đi chơi đi tiệc đều được ạ. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em cái mã số là 09803 nha các chị yêu. 09803 kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này đang sale còn 390.000 thôi ha các chị. 390.000 thôi ạ. Quá rẻ luôn cho một mẫu dung em đang mặc đây ạ. Rất là đẹp luôn ha. Chất của nó cực kỳ mịn luôn nha các chị yêu. Cực kỳ mịn luôn ạ. Có độ co giãn vừa phải ha. Mẫu này thì em còn đủ size cho các chị yêu từ 40 đến 60 kg luôn nè. Đây chỉ có một màu duy nhất thôi ha các chị yêu. Chỉ có một màu duy nhất là màu đỏ thôi ạ. Nên chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 09803 ha các chị. 09803 chỉ với 390.000 thôi ha các chị. Rất là đẹp luôn. Giá gốc của nó là 530.000 lận nha các chị yêu. Đây quá rẻ luôn ạ. Đây ống là ống rộng nha các chị yêu. Rất là đẹp luôn ha. Lên form cực kỳ luôn ha. Rồi cổ là cổ V nha các chị yêu. Cổ V ạ. Nên chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị yêu. Số lượng có hạn ạ. Để lại cho em cái mã số là 09803 nha các chị yêu. 09803 ạ. Rất là đẹp luôn ha. Chị nào mà là tín đồ của những mẫu dung dài thì đừng bỏ lỡ qua mẫu dung em đang mặc này ha. Chỉ với 390.000 thôi ha các chị yêu. Quá rẻ luôn ạ. Mặc cực kỳ thoải mái luôn ha. Đây rất là đẹp ha các chị yêu. Đây em tiến lại gần cho các chị yêu xem ha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị yêu. Nhanh tay nè. Số lượng có hạn chỉ còn đúng hôm nay thôi. Duy nhất hôm nay là đang sale thôi nha các chị yêu. Qua ngày mai là tất cả các mặt hàng của ở Walmart là đều về giá gốc nha các chị. Nên chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 09803 nha các chị yêu. 09803 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Đây rất là đẹp luôn nè. Chị nào bỏ lỡ mẫu dung này thì rất là tiếc luôn ha. Chỉ có một màu thôi. Đó là màu đỏ thôi nha các chị. Màu đỏ thôi ạ. Rồi chị Lương Hiền ơi, mẫu này bên em có giá gốc là 630.000. Hiện tại đang được sale đồng giá 390.000 cho mẫu đầm này các chị yêu ạ. À em xin lỗi, mẫu zoom các chị ha. Mẫu zoom mặc lên phải nói với các chị là sang cực kỳ luôn. Sang cực kỳ mà chất vải ok lắm nha. Chất vải cực kỳ ok nha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị yêu. Nhanh tay để lại cho em với mã số là 09803. Giá của đang sale còn 390.000 thôi ạ. Rồi chị Lê Mỹ Lương ơi, mẫu bên em là mẫu có là hàng thiết kế đó chị hả? Là hàng thiết kế có đủ size từ 40kg tới 65kg luôn nha. Đủ size từ 40kg tới 65kg luôn. Nên các chị thích mẫu nào chỉ việc để lại mã số cho em thôi. Còn thế giới còn lại để Walmart đắp nông lo ha. Rồi điều đặc biệt nữa là bên phần của chiếc dung này có túi nha các chị. Có túi ạ, túi thật ạ. Túi này mình có thể đựng chìa khóa, đựng tiền hoặc điện thoại đều đẹp nha các chị yêu.
Rồi ok chị Đặng Quang nha. Rồi đảm bảo chị ra gu mát Đắk Nông là bị nghiện luôn ha. Chị tranh thủ cơ hội để ghé sớm cùng với tụi em ha. Ghé sớm nè. Rồi mẫu dung này chỉ còn 390.000 thôi ha các chị ơi. Chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị. Nhanh tay, số lượng có hạn nè. Để lại cho em cái mã số là 09803 ha. Một phút nữa em sẽ qua mẫu khác nha các chị. Một phút nữa em sẽ đổi mẫu ạ. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay nha các chị. Nhanh tay để lại cho em cái mã số là 09803 ha. Rồi giờ em sẽ đổi một mẫu tiếp theo cho các chị yêu ha. Trời ơi, em chuyển một mẫu tiếp theo cho các chị nha. Mẫu này rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là nhẹ nhàng luôn ha. Mà hiện tại em chỉ còn một vài chiếc thôi. Nên là chị nào mà cảm thấy yêu thích mẫu này sau phần giới thiệu của em thì các chị hãy nhanh chóng để lại mã số kèm theo số điện thoại để đặt mua được những chiếc mẫu, những mẫu đầm, những mẫu dung mình yêu thích các chị nha. Rồi em sẽ giới thiệu đầm tay bèo nha. Đầm em đang mặc là đầm tay bèo có một màu duy nhất là màu xanh đen. Màu xanh đen với họa tiết màu trắng kèm màu bạc các chị ha, họa tiết màu trắng kèm màu bạc nè. Rồi mẫu đầm này dài qua gối và có tay luôn ha. Có tay bèo nhẹ nhàng luôn, có tay bèo nhẹ nhàng cho các chị có thể đi làm trong mẫu này luôn. Rất là xinh tươi luôn, đi tiệc đi chơi cũng rất là xinh tươi ha. Chất liệu để làm nên chiếc váy đầm tay bèo này đó là chất lụa các chị nha. Chất lụa, ưu điểm của chất lụa là rất là mềm mịn nè. Mềm mịn tạo cảm giác thoải mái cho người mặc nha các chị nha. Chất lụa là loại được làm là một chất liệu tốt nhất được làm từ tơ tằm các chị ha. Nên là các chị hãy nhanh tay mua những chiếc mẫu đầm này để mình cùng nhau đi làm này, đi chơi này, đi làm vô tư trong mẫu này các chị nha. Bởi vì có tay nè, có tay nha, mà đi chơi cũng rất là thoải mái bởi vì dáng là dáng xòe. Có đai thắt nữa các chị này, có đai thắt nha các chị, có thể tùy ý thắt nè. Hiện tại em chỉ còn một vài chiếc thôi nên là chị nào mà yêu thích thì phải nhanh tay để lại mã số kèm theo số điện thoại để mua được mẫu đầm tay bèo này các chị nha. Mua được một chiếc đầm tay bèo làm từ chất liệu lụa các chị nha. Chất lụa thôi, đây là làm từ chất lụa thôi các chị nha. Rồi, rất là xinh luôn. Chất lụa đặc điểm của nó là mềm mịn và mỏng. Nên là em có lót 2 lớp cho các chị nha. Nên là em có lót 2 lớp cho các chị nè. Đó, lớp phía trong là bằng chất thun ha các chị ha. Lớp phía trong là chất thun. Ở bên ngoài là chất lụa mặc rất là thoải mái luôn. Hiện tại em đến thời điểm này em chỉ còn đúng 2 chiếc là một chiếc size S và một chiếc size XS thôi nha. Phù hợp cho các chị từ 40 đến 49 kg tùy chiều cao các chị nha. Các chị yêu thích chỉ việc để lại mã số 06827 kèm theo số điện thoại để mua mẫu đầm tay bèo này các chị nha. Mẫu đầm tay bèo này bên em có một màu duy nhất là màu xanh đen nha. Màu xanh đen có họa tiết là màu sẫm và màu xanh các chị ha. Họa tiết nhẹ nhàng lắm luôn các chị, họa tiết rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi, các chị ơi, các chị mà không được ghé trực tiếp được cửa hàng thì các chị có thể mua trên những phần bên em like nha. Mua trên phần like sẽ có được nhiều ưu đãi giống như mua ở trực tiếp tại cửa hàng nên là các chị yên tâm ha. Rồi, quay lại với mẫu đầm tay bèo em đang mặc các chị này. 06827 kèm theo số điện thoại thôi, mình sẽ mua được mẫu đầm tay bèo này với giá 330.000 thôi các chị nha. Chỉ có 330.000 các chị sở hữu ngay một đầm tay bèo nhẹ nhàng luôn. Được làm từ chất liệu lụa các chị ha, được làm từ chất liệu lụa này rất là xinh luôn này. Một màu duy nhất mà hiện tại em chỉ còn đúng 2 size đến thời điểm này. Em chỉ còn đúng 2 size đó là S và XS thôi nha. Phù hợp với các chị từ 40 đến 49 kg ha, phù hợp với các chị từ 40 đến 49 kg này. Rồi, các chị nhanh tay để lại giúp em 06827 kèm theo số điện thoại để mua mẫu đầm tay xòe này các chị nha. Bởi vì mẫu đầm tay xòe này em số lượng còn rất là ít thôi này. Số lượng còn rất là ít. Rồi, bây giờ em sẽ dành cho các chị một tí thời gian nữa, sau đó em chuyển mẫu tiếp theo nha. Bởi vì thời gian có hạn nha các chị nha. 06827 kèm theo số điện thoại để đặt mua mẫu đầm tay bèo này các chị nha. 06827 kèm theo số điện thoại của mình đặt mua mẫu đầm tay bèo này với giá 330.000. Rồi em chuyển mẫu tiếp theo cho các chị nè. Rồi một mẫu tiếp theo các chị ha, một màu trắng cực kỳ tinh khôi cho mẫu đầm này đúng không ha. Và khi các chị nhìn vào mẫu đầm này là nhìn thấy ngay cho mình một điểm rất là nổi bật ở vùng eo là đang đến những viên kim cương giả các chị ha, đến những viên nên xin lỗi các chị nha, hôm nay vui quá lên livestream với các chị vui quá nên cười hoài luôn á. Rồi mẫu này hiện tại đang được sale các chị nha. Rồi mẫu đầm này đang được sale này các chị ơi,
với giá gốc là 495.000, hiện tại đang được sale vào đồng giá 330.000 cho mẫu đồng này nha. Đó các chị, đính viên kim cương giả cực kỳ xinh cho mẫu này luôn nha. Đó, nhìn rất là eo ha. Mặc mẫu này vô nhìn cực kỳ eo luôn, mà màu trắng này cực kỳ tinh khôi ha. Mẫu này các chị đi tiệc cũng được, đi làm cũng được, bởi vì nó có thiết kế tay các chị ha. Thiết kế tay cho các chị có thể vừa đi làm được và đặc biệt vừa đi tiệc đều đẹp ha. Rất là xinh các chị, rất là xinh. Và ở phần eo của nó nhá, phần eo của nó này là có đến một những viên kim cương giả các chị ha. Và một sợi dây eo, nhìn rất là lên form đúng không chị, rất là tôn form luôn này. Nên là các chị mặc mẫu này vô đi tiệc là rất là xinh nhá, rất là xinh cho mẫu đầm này luôn các chị ơi. Mà mẫu đầm này hiện tại đang còn được sale đồng giá nữa, nên là mình đừng bỏ lỡ cơ hội này ha. Mình đừng bỏ lỡ cơ hội ạ, hãy nhanh tay đặt hàng các chị nha. Vì mẫu này cực kỳ xinh luôn, lên form cho mình cực kỳ chuẩn ha. Đó, với cái đường dây thắt eo này rất là xinh ha, rất là xinh luôn. Và đặc biệt là lên mẫu này rất là xinh các chị nha, vì chất liệu vải của nó là chất liệu là lụa các chị ha, chất liệu lụa này. Mặc lên cực kỳ mịn các chị ha, rất là mịn luôn và đặc biệt là mềm. Mình mặc cảm giác rất là thoải mái luôn và mát các chị ha. Đó, mẫu này là đầm phụ kiện nhún eo nhá. Rồi chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay để lại giúp em mã số là 09855 kèm theo số điện thoại ha. 09855 kèm theo số điện thoại ạ. Mẫu này hiện tại bên em chỉ còn 5 cái duy nhất nhá. Còn 5 cái duy nhất, chị nào lấy nhanh tay comment giúp em mã số là 09855 kèm theo số điện thoại ạ. Có zoom không cháu? Hàng đẹp lắm chị Đặng Quang, chất liệu tuyệt vời. Rồi em cảm ơn chị Thu Hương Lê Thị nha. Rồi chị sợ máu tao. Em xin lỗi nha, không biết đọc đúng nick không nữa, nhưng mà bên em có zoom chị ha, bên em có zoom vừa nãy em mới giới thiệu rồi, nhưng lát nữa em sẽ giới thiệu với các chị một mẫu zoom hoa nhá, cũng là dài luôn, cực kỳ xinh ha. Rồi bây giờ em giới thiệu lại mẫu của em ha, giới thiệu lại mẫu của em rồi 2 phút nữa em sẽ chuyển mẫu, nên chị nào mà yêu thích mẫu em đang mang thì có thể comment lại giúp em mã số là 09855 kèm theo số điện thoại để lên cho mình đơn hàng này với giá chỉ còn 330.000 ha, 330.000 này các chị yêu, rất là xinh nha, rất là tuyệt vời luôn này. Rồi, các chị ơi, mình nhanh tay đặt hàng nha, vì còn 5 chiếc nữa thôi. Và đặc biệt là hôm nay là ngày cuối cùng sale rồi, nên là mình thích mẫu này thì nhanh tay để lại giúp em mã số là 09855 kèm theo số điện thoại nha. Mẫu này có giá gốc là 495.000, hiện tại đang được sale đồng giá 330.000 cho mẫu đầm này ha. Rồi, mặc đi tiệc cũng được, mà mặc đi làm cũng được, vì nó có phối tay ha, có phối tay cho các chị yêu này. Nên là chị nào lấy thì comment giúp em ha, comment giúp em nha, rồi em qua mẫu này. Bây giờ chị nào lấy nhanh tay để lại giúp em cú pháp đi ạ, rồi em qua mẫu mới cho các tình yêu nha. Rồi em qua mẫu mới cho các tình yêu này. Rồi 09855 nha, chị nào lấy chốt lại cho em cú pháp là 09855 kèm số điện thoại rồi em qua mẫu ha. Rất là xinh, đảm bảo khi các chị nhận mẫu này vô là cực kỳ thích ha, vì chất liệu vải là chất liệu lụa và đặc biệt là mặc vô tạo cái độ cảm giác rất là thoải mái và mềm mịn cho mẫu đầm này ha. Rồi giờ em chuyển mẫu cho chị yêu nha, mẫu cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay luôn nhá, là một mẫu dung cực kỳ xinh và đáng yêu luôn ha. Rồi một mẫu dung nữa nè các chị yêu ơi, rất là đẹp luôn ạ. Chị nào mà bỏ lỡ mẫu dung này thì rất là tiếc luôn ha. Đây em đứng cho các chị ngắm một xíu ha, rồi em sẽ bắt đầu giới thiệu mẫu dung em đang mặc ha. Rồi chị sợ máu tao ơi, mẫu này là mẫu zoom đó chị hai, mình tham khảo coi mình có thích mẫu này không, bởi vì mẫu này hiện tại đang được đồng giá rất là rẻ ở bên em luôn ha, đảm bảo chị sẽ rất là thích luôn. Rồi chào chị An Bảo nha. Rồi mẫu zoom này là zoom hoa bẹp vai nha các chị yêu, có mã số là 07835 nha các chị yêu, 07835 ạ. Zoom hoa bẹp vai nha các chị yêu, đây mặc lên cực kỳ đẹp luôn ha. Ở phần cổ của nó có phối một chiếc nơ này, nơ màu trắng rất là đẹp luôn ha. Đây, bẹp vai nha các chị yêu. Mẫu này có thể mình một bên mình kéo lên trên cũng được này các chị yêu. Đây, em cho các chị yêu xem ha. Đây, mình kéo hai bên cho đây. Đây ha các chị yêu, chị nào mà sợ hở thì mình kéo lên ha. Đây, cũng rất là đẹp đúng không các chị? Mẫu này mặc đi làm vô tư luôn nha các chị yêu. Mặc đi làm, đi dạo đều được nha các chị. Rất là đẹp luôn ạ. Lên ôm phong cực kỳ luôn ha, rất là tôn giản luôn nè. Mẫu này thì chỉ có một màu duy nhất thôi ha các chị, chỉ có một màu duy nhất thôi ha. Đây rất là đẹp luôn ha. Mẫu này đang sale còn 330.000 thôi ha các chị.
Dạ chị sợ máu tao ơi, mẫu này là rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn á chị. Nhìn vậy thôi chứ không là trẻ đâu chị ha. Mặc đứng đứng tuổi ha chị ha. Mẫu này mặc lên rất là đứng tuổi bởi vì cái phần hoa của nó, phần hoa văn của nó nhìn rất là sang luôn á chị. Mà không sợ bị đứng đâu, bởi vì thường thường là mình mang bẹt vai như thế này này. Mình mang bẹt vai như thế này thì mới trẻ các chị ha. Bẹt vai như thế này thì nhìn nó mới xì tin mới trẻ. Còn bởi vì cái kiểu này mặc được hai kiểu ha. Đó các chị có thể lên này. Đó, lên mặt bình thường thôi, mặt bình thường có tay bình thường thôi. Đó, rất là xinh ha. Đó, mặt mẫu này thì cực kỳ sang chảnh luôn nhá. Nên là mình yên tâm cho mẫu này đi ạ. Chất liệu vải thì khỏi phải bàn rồi đúng không các chị? Với những cái mẫu hoa văn như thế này thì mặc lên cực kỳ sang chảnh ạ. Đây, rất là đẹp luôn ha các chị ơi. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em mã số là 078. Rồi. 07835 nha các chị yêu, 07835 ạ. Và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng mẫu dung này cho mình ha. Rất là đẹp luôn ạ, chỉ còn 330.000 thôi ha các chị yêu. Chị nào mà bỏ lỡ mẫu dung này thì rất là tiếc luôn nè. Dài qua gối nha các chị yêu. Mặc cực kỳ thoải mái luôn ha, ống rộng nha các chị. Đây, mẫu này là mẫu cuối cùng nha các chị yêu. Nên chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ha. Nhanh tay giúp em để lại cho em mã số là 07835 nha các chị yêu. 07835 và kèm theo số điện thoại ạ. À, chỉ với 330.000 là các chị đã sở hữu ngay một mẫu dung đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời như thế này rồi ha. Rất là đẹp luôn. Lên phong cực kỳ ôm dáng luôn nè các chị. Đây, đặc biệt là có túi nha các chị yêu, có túi ạ. À. Túi thật nha các chị yêu. Mình có thể đựng tiền, điện thoại đều được ạ. À. Rồi, mẫu này là mẫu cuối cùng nha. Rồi, từ nãy đến giờ có chị nào chị nào mà không nghe kịp mã số hoặc là ngại đặt trên like thì các chị có thể chụp màn hình hoặc là để lại số điện thoại một lát, khi kết thúc livestream em sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình ha. Rồi, và cảm ơn các chị đã dành thời gian từ nãy giờ đã theo dõi livestream của em ha. Rất cảm ơn các tình yêu luôn. Và hôm nay like hàng với các chị mà cực kỳ vui luôn, cười từ suốt buổi livestream tới giờ luôn á. Rồi, chị Nguyễn Thanh Phương ơi, dung ninh dương lan ngọc vẫn còn đủ hai màu, màu hồng và màu xanh. Chị yêu thích thì để lại số điện thoại lát để em gọi điện tư vấn cho mình ha, vì hôm nay là ngày cuối rồi. Và hiện tại mẫu dung nó cũng đang được sale đồng giá 390.000 bên em ha. Rồi, còn bây giờ thì chào các chị nha. Và rất là vui luôn, hôm nay lên livestream với các chị mà cười từ đầu buổi tới cuối buổi luôn. Nên là bữa sau hẹn gặp lại các chị trong một lần livestream tiếp theo nha. Và lên chơi với em cho vui ha. Rồi, bây giờ thì tạm biệt các chị nè, bye bye ha.